Wow, đồ mô tô khủng khiếp của vậy. Ghê quá. Cái này dữ dữ nè, đó không? Chiếc xe nhà binh. Qua wow, đậu xe này giết mộ cộng 5 rồi mọi người. Biết chừng nào lên được chạy được xe này thôi. Lên cũng chạy không nổi. Quá dữ mọi người. Đoàn siêu xe đến viếng mộ cậu Năm. Đoàn xe bên Sài Gòn chạy qua. Cậu nè, quay nè, xe cái đống đây không quay, quay là nắng trời. Cậu lên cậu ngồi chụp cậu luôn cháu. Nguyên một đoàn mô tô khủng khiếp luôn mọi người. Mọi người đến ghé đây để quyến mộ cậu Năm. Chuyện này dữ à. Nhìn bánh xe. Quá dữ cái bánh xe luôn. Quá dữ luôn. Đậu xe này là sao ta? Bên nhà máy bên nhà đội nhà máy tán à? Thiên Bảo. Quyến mộ cậu Năm hay là sao? Là đưa đưa mùa đám ma xong rồi. Đưa đám tang phải không? Tôi nghe này thắp hương rồi chú. Bốc đầu nữa coi. Xe quá dữ mọi người. Các anh nguyên đoàn xe đưa đội mai táng vào khu Hoa Viên Nghĩa Trang chú anh chị. Thì các anh đi vô đây trước tiên quyến cậu Năm. Trước tiên là đưa đội mai táng đi đi chôn xong rồi vô đây viếng cậu Năm.
Giếng cầu năm hôm nay là ngày 49 ngày của chú anh chị. Đồ chú Tiểu lên rồi, chú Tiểu lên xe rồi kìa. Tập trung là chung. À, đội mô tô là chuẩn bị sắp xếp để chụp hình làm kỷ niệm. Hai bên mình chia đều ra hai bên luôn á. Quá xa anh trưởng đoàn luôn. Đoàn mô tô rất dữ rồi mọi người, chạy là hùng hổ ghê luôn á. Đưa chiên đưa đám tang đi vô đây, anh đã tranh thủ thời gian, các anh đã đi vào đây để viếng mộ cậu năm vào ngày hôm nay ngày 49 ngày của chú anh chị. Hôm nay có chú Tiểu nữa nha. Chú Tiểu gia nhập đoàn luôn nha. Rồi. Cảm ơn anh các anh. Dạ. Chúc các anh nhiều sức khỏe nha. Rồi. Chúc các anh kinh doanh càng ngày phát triển mạnh. Dạ dạ. Con về con năm. Dạ rồi mấy anh vô cũng. Các anh là ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh của chú anh chị. Thật ra khi mà đưa tiễn đám tang mà mời được mấy anh này đi đưa thì cũng hơi khó. Chứ không phải giỡn đâu, bởi vì chạy nguyên đoàn xe rất là dữ dằn luôn cô chú anh chị. Bây giờ mình quay các anh sẽ nổ máy. Nổ các con cọp này gầm ghì cho cô chú anh chị xem nha. Đây là hổ báo không á. Hổ báo không à. Bắt đầu thì anh ba anh hổ này anh gầm ghì nè nha. Ồ, ghê chưa. Rồi để anh kế tiếp. Quá dữ quá dữ. Quá dữ quá dữ quá dữ. Chị Tiên, em thấy
có tiền mà nó dám lấy. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Sẽ đăng tức đen lên cho cô chú anh chị xem nguyên đội mô tô đến từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào đây để viếng cậu Năm vào ngày 49 ngày cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị thấy hay nhớ cho em một xin một like nha.